Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Một báo cáo mới phát hiện ra mối liên hệ đáng lo ngại giữa bạo lực gia đình và tội sát nhân. Thủ tướng Anthony Albanese ủng hộ việc đình chỉ vô thời hạn thượng nghị sĩ Fatima Payman. Và cảnh sát Đài Loan bắt 64 người Việt tại tiệc ma túy. Sau đây là bản tin chi tiết. Một báo cáo mang tính bước ngoặt của Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia về An toàn Phụ nữ Úc và mạng lưới đánh giá tử vong vì bạo lực gia đình Úc đã tiết lộ mối liên hệ đáng báo động giữa bạo lực bạn tình và tội giết người. Nghiên cứu đã phân tích 113 trường hợp giết con từ năm 2010 đến năm 2018, phát hiện 76% là có liên quan đến tiền sử bạo lực gia đình. Trong đó bạo lực bạn tình gây ra chiếm 88% trong số những trường hợp này. Nam giới là thủ phạm trong 97% các vụ án, trong đó phụ nữ là nạn nhân chính. Tới với Hoa Kỳ, Toán tối cao Hoa Kỳ lần đầu tiên ra phán quyết rằng các cựu tổng thống có quyền miễn truy tố đáng kể, kéo dài thời gian trì hoãn cho vụ án hình sự chống lại ông Donald Trump về những cáo buộc rằng ông đã âm mưu lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Động thái này gần như chấm dứt khả năng cựu tổng thống Trump bị xét xử trước cuộc bầu cử tháng 11. Hôm thứ Hai, 1 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ trích phán quyết mới này. Ông Biden cũng gọi đây là một tiền lệ nguy hiểm, gây bất lợi cho người dân Mỹ. Trở về với tình hình chính trị Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã ủng hộ quyết định của Đảng Lao động, đình chỉ vô thời hạn thượng nghị sĩ Fatima Payman khỏi các cuộc họp kín của Đảng. Việc đình chỉ bà Payman được đưa ra sau khi bà khẳng định sẽ bước lên Quốc hội lần nữa nếu cần thiết, sau sự ủng hộ trước đó của bà đối với đề xuất của Đảng Xanh về quy chế công nhận nhà nước Palestine. Trong một diễn biến liên quan, một cuộc điều tra của Thượng viện đã được công bố về cái gọi là ngoại giao con tin và sẽ xem xét cách Bộ Ngoại giao và Thương mại quản lý các trường hợp công dân bị giam giữ trái phép trong các nhà tù của chính phủ hoặc làm con tin ở nước ngoài. Các cựu tù nhân nổi tiếng Kylie Moore Gilbert, Chang Lei và Sean Turnell đã kêu gọi điều tra với tư cách là thành viên của nhóm liên minh giam giữ sai trái và tùy tiện của Úc. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua lĩnh vực báo chí quốc tế, luật sư của ông Julian Assange đã kêu gọi Úc tham gia cùng các nền dân chủ khác như là Anh Quốc và Mỹ để kêu gọi trả tự do cho một chủ sở hữu một tòa báo là Jimmy Lai đang bị bỏ tù. Trong bài phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia hôm thứ Hai, luật sư nhân quyền Jennifer Robinson đã cảnh báo về tiền lệ nguy hiểm đặt ra cho ngành báo chí do việc truy tố ông Julian Assange. Đến với tin tức về từ thiện, ông Warren Buffett tuyên bố hôm 28 tháng 6 tặng thêm số cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway trị giá đến 5,3 tỷ đô la cho quỹ Bill and Melinda Gates và 4 quỹ từ thiện thuộc gia đình ông. Đây là khoản tiền đóng góp từ thiện hàng năm lớn nhất của ông kể từ khi ông bắt đầu thực hiện việc này vào năm 2006. Trở về với quyền lợi của thổ dân Úc, những người ủng hộ đang lên tiếng về một thực tiễn trong thế giới kinh doanh được gọi là Black Lightning hay tấm ốp đen. Ý nghĩa của việc này nằm ở chỗ một doanh nghiệp không phải là của người bản địa mà chỉ cố tình bổ nhiệm các chủ sở hữu hoặc người giám đốc là người thổ dân để thành lập các công ty nhằm được coi là đủ tiêu chuẩn bản địa để giành được các hợp đồng của chính phủ. Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. Hôm 1 tháng 7, Cảnh sát Cao Hùng của Đài Loan đã thông báo rằng họ đã bắt giữ 64 lao động nhập cư Việt Nam trong một cuộc đột kích vào tuần trước đó, tịch thu hơn 900 gói chứa chất cấm. Theo hai trang tin Focus Taiwan và Taiwan News, tin cho hay cảnh sát bắt giữ những người này tại một tòa nhà ở quận Đại Liêu của thành phố Cao Hùng, nơi được sử dụng làm vũ trường và ổ ma túy vào những ngày cuối tuần. Phòng điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết, vũ trường này đã thu hút hơn 100 người vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy, với các nhân viên bị nghi ngờ bán ma túy được ngụy trang trong các túi cà phê hòa tan. Trang Taiwan News dẫn thông cáo báo chí của cảnh sát. Cảnh sát cũng tịch thu được hơn 900 gói cà phê hòa tan có tẩm ma túy chứa ketamine, amphetamine, cathinone và một số cần sa.